tăng chỉ 3 chục thôi. Không đến. Bao tiền đôi pin đấy? Tiền thu hộ nữa. 4.000. Rồi. Chú lắp vào xem nào. Khởi động. Ngoảnh cái bên khởi động ra xem nào. Lên. Ừ, ngoảnh sang bên này. Đấy, giờ là báo đỏ, được không? Từ từ ngắm mắt mũi rồi, nó ra gì đâu. Đeo kính chưa? Không, bây giờ mắt kém. Nó không. Rồi, nhìn cái chỗ bên đó kia xem nó hiện cái gì. Không không à? Chưa. Đây đang khởi động. Nó đang loát hả? Đang loát. Thổi thử nhá. Không ở đấy. À, ok chưa? Bắt đầu thử. Khoan nhá đấy. Đây là người chưa, người chưa uống rượu à? Đâu uống rồi. Tôi tự xưng là tôi uống rồi. Người uống rồi nhá. Hiện bao nhiêu? Ở đấy lại tự nhiên tắt nhỉ. Có số không? Đây nó đang loát này. Đấy lại khởi động. Nó đang khởi động. Thử lại phát nữa. Máy đéo rồi. Chết rồi. Mình cái kính của mình đâu để mình đeo phát này. Bắt đầu khởi động. Thử xem đoạn kia xem nào. Ủa nụ. Không được, tôi giả lại. Ở đây. À cái lúc kia phải tranh thủ ngay. À cái lúc nó đang 1 2 3 4 đấy thì. Ừ đúng rồi. Đến ừ, phát 2 ấy là phải ok ngay. Là phải thổi trong đến 1 2 3 4. Đúng rồi, chính xác 1.3. 1.3 thì nhiều quá rồi. Đâu 1.3 thì nói nếu mà lỗi ngày xưa là dưới 0.24 ấy thì là không vấn đề gì. Ở đây 1 chấm cơ mà. Nhưng mấy không, 0 chấm đây này, nó là 0.13. Ừ, tưởng là 1. Đây là 0.13. Anh nhìn không? Còn đợt trước là em bị thổi là 0.395. Ừ. Thế đây là không.